Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thành kính đảnh lễ đại đức trụ trì chùa An Phước. Kính Phật tử thân mến, trong lần mà ra chùa Phổ Hiền để giảng cho khóa tu của mẹ An Lạc cho các bạn thân thiếu niên vào mùa hè năm 2017 sáng hôm nay, thì sư cũng lại có duyên để đến chùa An Phước của chúng ta. Và đây là lần đầu tiên mình đi đến một ngôi chùa được thuyết pháp mà vị trụ trì lại là không chỉ đơn thuần là giới thiệu với những là ủy viên ban hoàng pháp trung ương, mà ngoài ra thầy cũng biết rất rõ là mình sinh ra ở đâu, bổn sư năm giới của mình là ai, xuất gia từ năm nào và đi qua những trình tự tu học ở đâu, và cho đến bây giờ lại là có một cái nhân duyên với ngôi chùa An Phước và thân yêu của chúng ta. Điều này làm cho sư cô Hương Nhũ rất là cảm động và xin tri ân sự đón tiếp thân tình và rất là để lại một ấn tượng khó quên tại ngôi chùa An Phước này. Xin tri ân thầy. Quý Phật tử thân mến, trước khi có một bài pháp thoại nho nhỏ thì sư cũng rất chúc mừng cho các vị. Chúng ta có cái ngôi chùa mà mình mới nghe thầy giới thiệu, một ngôi chùa làng. Bây giờ nó đã trở thành một cái nơi mái nhà tâm linh của chúng ta, có một vị thầy có tất cả những tâm huyết hướng chúng sanh đi vào con đường tu tập đúng chánh pháp để chúng ta được an lạc, hạnh phúc cho hôm nay và ngày mai. Mặc dù chỉ tròn có 5 tháng thôi, nhưng mà đúng như cái cảm giác của mình bước vào đây, nó có một cái gì đó mới và có một cái gì đó rất là thân thương và quen thuộc. Không biết là tự lý do nào, nhưng mà sau khi nghe thầy nói thì mình mới hiểu rằng cái cảm giác của mình nó cũng khá chính xác. Thầy cũng mới về đây thôi, nhưng mình tin tưởng rằng sư Hương Nhũ cũng chắc chắn rằng với cái sự hướng dẫn của thầy và với tất cả tấm lòng ham tu, ham học của các hàng Phật tử nơi đây, ngôi chùa An Phước sẽ trở thành một mái nhà tâm linh hưng thạnh trong một thời gian rất gần. Xin tri ân các vị đã về đây nghe pháp tối hôm nay. Quý Phật tử thân mến, thì sư Hương Nhũ cũng có cái duyên với Đà Nẵng cũng khá lâu rồi. Đó. Mình cũng ra đây mình giảng cho một số khóa tu mùa hè, hay là giảng cho một số đạo tràng ở một số các chùa. Và mình có một cái cảm nhận đó, là người Phật tử ở vùng Đà Nẵng rất là có tâm đạo, nhiệt thành. Hầu hết là có những cái gia đình theo đạo Phật truyền thống. Tuy nhiên sáng hôm nay tại khóa tu cho các bạn trẻ tại chùa Phổ Hiền, thì Hương Nhũ cũng phải lên tiếng để nhắc nhở với các bạn rằng Đà Nẵng của chúng ta, theo như sự nhìn nhận của khách quốc tế cũng như người dân Việt Nam, thành phố Đà Nẵng đáng sống, thân thiện, dễ thương lắm. Nhưng nếu cứ mãi say sưa trong cái chiến thắng đó, thì bây giờ có những cái dấu hiệu để cho thấy rằng các bạn trẻ của chúng ta, con cháu của các vị đang ngồi đây, nếu không khéo, không có đưa các em đó vào sinh hoạt đúng theo cái con đường của chánh pháp, tin sâu vào nhân quả, rồi đây các em bị ảnh hưởng với những cái trào lưu của những người khách từ muôn nơi đến đây. Bởi vì rằng là mới đầu năm 2017 thì mình mới biết rằng là một cái thành phố Đà Nẵng rất là đẹp, với những cái tiêu chí không có người ăn xin, không có những vấn đề lang thang, không có những vấn đề chặt chém, không có những vấn đề dối trá, lừa gạt, vân vân. Thì bây giờ bắt đầu từ năm nay đã xuất hiện những dấu hiệu làm cho thấy rằng cái tuổi trẻ của thành phố Đà Nẵng đã ảnh hưởng những cái không tốt do trào lưu sống của những khách nước ngoài đem đến. Do vậy, Hương Nhũ nghĩ rằng bất cứ ngôi chùa nào, ngoài cái vấn đề lễ nghi tâm linh để hướng trọn niềm tin lên Đức Phật, mong cho thế giới hết đau thương, thì nhiệm vụ của tất cả quý thầy, quý sư đều mong đem ánh sáng đạo pháp vào đời. Hoằng pháp đó là bổn phận của quý thầy, của chư tôn đức tăng ni. Nhưng nếu mà quý Phật tử không cùng với quý thầy, quý sư nhìn thấy cái tầm quan trọng của Phật pháp cho xã hội Việt Nam của chúng ta nói chung,
cho thành phố Đà Nẵng của chúng ta nói riêng. Một ngày nào đó, những cái đẹp, những cái cao cả, linh thiêng cho đời sống tinh thần của người dân ở đây dần dần sẽ bị mất đi. Và trong cái chuyến đi Hoằng Pháp hôm nay, lại có duyên về An Phước để rồi được gặp quý Phật tử đang ngồi ở đây, rất là chân thành. Sư tưởng rằng các vị sẽ có một khóa lễ, rồi sau đó thì có dành thời gian để nghe thuyết pháp. Nhưng thầy nói không, các vị chỉ đến đây chờ sư cô đến thôi. Mình cũng rất là cảm động. Cứ tưởng rằng các vị thường khóa lễ động phải kéo dài đến gần 8 giờ mới thuyết pháp. Nhưng mà thầy nói rằng các vị đã đợi sư cô cũng là khá lâu rồi. Và hôm nay thì rất mong rằng cái nhân duyên này chúng ta còn sẽ gặp nhau nữa. Nếu các vị vẫn hướng về Tam Bảo, hướng về vị thầy và có một cái nhân duyên lớn với chúng ta tại ngôi chùa nơi đây để dắt dẫn đời sống tâm linh của chúng ta, thì sư tin chắc rằng quý Phật tử sẽ còn gặp sư nhiều hơn. Bởi vì rằng là thầy cũng là người sanh ra, lớn lên ở vùng đất Quảng Trị. Và Hòa Thượng Bốn Sư Năm Giới của sư là Hòa Thượng Toàn Đức, trú trì chùa Linh Thắng, hiện giờ là trưởng ban trị sự Phật giáo tỉnh Lâm Đồng đó, thì là thầy của mình. Từ thời mình còn mới có 8-9 tuổi thôi, Bổn Sư đã cho mình được quy y Tam Bảo với Ngài. Thì là cùng một quê hương với lại là Hòa Thượng là thầy trụ trì ở đây. Cho nên có một cái gì đó nó rất là thân thiện, rất là gần gũi. Đó là tình pháp lữ mà gặp nhau trên đất Đà Nẵng này. Cho nên đây tin tưởng là những dấu hiệu mà chúng ta sẽ còn gặp nhau rất nhiều. A Di Đà Phật. Quý Phật tử thân mến, một lúc nào đó khi chúng ta ngồi lại để suy tư, vì đạo Phật là phải có nghe, rồi phải suy tư, rồi từ đó chiêm nghiệm để thực hành. Đạo Phật của chúng ta tuyệt vời lắm các vị. Nó không phải như những tôn giáo mà có một vị thượng đế, một vị thánh thần nào đó để rồi chúng ta chỉ biết miệt mài vào với những niềm tin. Đối với đạo Phật, Đức Phật từng khẳng định đây là một cái tôn giáo, một cái đường đi, một con đường sáng. Chúng ta đi đến đó để nhìn thấy, để suy xét, để nhận định. Chứ không phải là đạo Phật là nơi đến để mà chỉ biết tin. Nếu có tin phải là niềm tin chánh tín. Niềm tin đó đưa chúng ta đến những kết quả tốt đẹp và an lành trong cuộc sống. Chứ không phải những niềm tin mơ hồ, bao la sương khói ở ngoài đời. Cho nên một lúc nào đó, chúng ta ngồi lại để mà suy tư thì sẽ thấy cái tinh thần của Phật Pháp rất là uyên thâm nhưng vô cùng giản dị. Chính cái giản dị đó mà chúng ta gặp nhau rất là dễ dàng. Có thể từ hồi nào tới giờ chúng ta chưa từng gặp nhau. Cũng có những người đã gặp sư qua những bài pháp trên mạng truyền thông hay là từng gặp sư ở một cái ngôi chùa nào ở Đà Nẵng này. Nhưng mà đạo Phật cũng rất là giản dị. Bởi vì là Đức Phật từng nói rằng, từng dạy chúng ta rằng nếu có một nhân duyên nào đó để gặp nhau thì chắc chắn trong kiếp sống trước chúng ta đã gặp nhau rất nhiều và rất nhiều. Và nếu các vị giờ đây ngồi để nghe sư thuyết kinh hay là giảng một bài pháp nào đó thì chúng ta đã từng gặp nhau trong kiếp sống trước cũng đã rất nhiều, có khi là thân bằng quyến thuộc của nhau. Và với thầy trụ trì tại đây, sư mới gặp thôi, cũng cảm nhận rằng chúng ta cũng có thể giữa sư với thầy cũng từng cùng tu với nhau ở trong những kiếp sống trước đây cũng đã nhiều lắm rồi. Cho nên mình không có gì là xa lạ hết, rất là thân thiết, rất là nhẹ nhàng mà bỗng như lại yêu mến và tin tưởng nhau. Có phải như vậy không thưa các vị? Chúng ta sẽ thấy được cái ý nghĩa quan trọng rất tuyệt vời. Trong nhà Phật thường là nói đến để tu, để có an lạc, hạnh phúc, giải thoát, giác ngộ, vân vân. Nhưng sư thấy có những điều rất gần gũi thôi. Nếu chúng ta hiểu được đạo Phật, hiểu được lời Phật dạy, chúng ta sẽ có những cái vốn sống rất là quý. Cái đơn giản thôi gọi là đối nhân xử thế trong cuộc đời. Nói gọn hơn là những phép sống ở đời. Ai cũng nói đến với đạo Phật để rồi được giải thoát hết. Nhưng mà không đơn thuần. Bởi vì nếu chúng ta không thể buông xả được,
Bởi vì nếu chúng ta không thể tiếp nhận được lời dạy của Đức Phật giống như máu, như thức ăn, như không khí chúng ta thở, chúng ta không ứng dụng được lời Phật dạy, thì cái điều gọi là giác ngộ hay giải thoát nó chỉ là ngôn từ trong cách nói mà thôi. Ở đây, sư muốn nói với các vị rằng chúng ta hiểu lời Phật dạy, chúng ta sẽ thấy đạo Phật không có rời cái thế gian này. Đạo Phật ở trong từng ngôi nhà, trong từng cái con đường chúng ta đi qua, từng nơi công sở chúng ta làm việc, hay nơi chợ búa các vị buôn bán hàng ngày. Mới nói là Phật Pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác. Phật Pháp không lìa xa chúng ta một giây phút nào cả. Do vậy, nếu chúng ta nói mình là người đệ tử Phật, và hơn như thế, các vị rất là thích nghe Pháp, cho nên giờ phút này, giữa một cái đêm thanh tịnh, một không gian bao la trầm lắng như vậy, chúng ta ngồi bên nhau để được cùng chia sẻ với nhau một thời pháp thoại ngắn. Thì sư nghĩ rằng, trong đời sống tu tập của một người Phật tử, nếu ai chiêm nghiệm được điều gì của Đức Phật dạy, hãy lập tức ứng dụng. Phải biết rằng đó là vốn quý giá trong cuộc sống. Mình hay tắc bạch nói rằng, xin sư dạy chúng con để đó là hành trang trong cuộc sống. Nhưng sư cũng thấy rất nhiều Phật tử không lấy lời Phật dạy làm hành trang. Họ lấy những cái khác kia, nó xuất phát từ lòng tham, ích kỷ, những sự là ghen ghét, đố kỵ. Nó đi theo cái câu sinh với con người chúng ta là tình yêu thương. Nhưng cuối cùng, do cuộc sống làm cho chúng ta đã quên mất những cái gì thuộc về vốn quý, về tình thương, về trí tuệ, mà thay vào đó là lòng tham, sự sân hận và si mê. Chính vì vậy, cái truyền thống của thành phố chúng ta, con người chúng ta là gắn bó với đạo Phật, với đạo đức nền tảng. Vậy mà bây giờ, đối với giới trẻ, sư phải lên tiếng rằng, các em ơi, chúng ta mà không cảnh báo, chúng ta không tự tỉnh giác, chánh niệm với chính mình, thì cái danh hiệu thành phố thân thiện đáng sống sẽ mất trong nay mai. Bởi vì con người ta sẽ đánh mất đi cái tử tế, ứng xử rất đơn giản trong cuộc đời thường. Lòng hiếu kính đối với cha mẹ, xem mái chùa là mái nhà, tâm linh đạo đức che chở hồn dân tộc. Mình sẽ đánh mất những cái điều đó, để thay vào đó là tiền bạc, là tài sản. Bởi vì cuối cùng với cái trào lưu xã hội như thế này, chúng ta không chịu chánh niệm tỉnh giác, không dám chánh niệm để nhìn rõ mọi vấn đề, chúng ta sẽ mất tất cả thôi. Mà cái quan trọng nhất đó là nền tảng đạo đức trong cuộc sống. Nếu nói đến đạo đức, nói đến nền tảng để chúng ta có thể sống đúng chánh pháp thì biết bao giờ mới hết. Sư chỉ muốn giúp cho các vị nhắc lại một bài học rất đơn sơ thôi. Đó là khi càng hiểu biết càng phải sống khiêm cung. Khi càng hiểu biết càng phải biết mình nhỏ bé như một hạt bụi, như một giọt nước trong đại dương, để lúc nào cũng sẵn sàng đón nhận những lời dạy bảo của quý thầy, quý sư, của các bậc trưởng thượng. Trong lời dạy của Đức Phật, đối với một đất nước, gọi là các điều kiện để bảo toàn quốc gia, cũng như đối với tăng đoàn, để cho tăng đoàn hưng thạnh, đều phải có những điều kiện của nó. Thì để cho một xã hội được phồn vinh hạnh phúc, cho gia đình các vị được sống trong an lành, thì cái điều kiện của người dân trong xã hội đó phải biết tôn kính các bậc trưởng thượng, phải biết lắng nghe những lời dạy xuất phát từ đạo lý. Thì từ ngàn xưa, Đức Phật đã nói trong các điều kiện để bảo toàn một quốc gia. Người phụ nữ ở trong cái xã hội đó, trong quốc gia đó, phải am tường giáo lý, và đó là một cái nhân tố quan trọng để xây dựng hạnh phúc gia đình và giáo dục con cái. Cái đạo tràng nào người nữ cũng đông hết. Cho nên sư muốn nhắc các vị rằng, đừng bao giờ nghĩ rằng phụ nữ chỉ là người thứ yếu, còn tất cả chỉ là trông vào các thiện nam, trong khi chính người phụ nữ là xây dựng hạnh phúc gia đình, chính người phụ nữ là giáo dục con cái. Cho nên sư muốn nói với các vị rằng, có những điều khi con người ta cảm tưởng rằng đã biết rất nhiều, hiểu rất nhiều, thì
Đức Phật từng dạy, đức tính khiêm cung là một dấu hiệu văn hóa, đó còn là một pháp tu. Bởi vì cũng chính từ đây, sự tiến bộ của chúng ta, sự tu tập của chúng ta thể hiện qua thái độ sống khiêm cung, nhẫn nại và nói năng như chánh pháp, im lặng như chánh pháp. Cũng như bây giờ phút này, chúng ta đang ngồi đây yên lặng. Đó là yên lặng trong chánh pháp đó. Phải không nào? Chúng ta yên lặng để chúng ta đón nhận những cái gì mà chúng ta nghĩ rằng chỉ nghe một lần vẫn có thể là một bài học vốn sống quý giá. Kinh Pháp Cú, Đức Phật từng dạy, dù tụng ngàn lời không tu, chẳng bằng chợt nghe, xuyên tu được ích. Cho nên chỉ cần nghe một lần mà chúng ta vận hành, biến nó thành là cái tư duy và chúng ta ứng dụng trong đời sống, chúng ta sẽ thấy những lời Phật dạy vô cùng lợi lạc. Và cái vấn đề sư muốn nói hôm nay đó là người càng hiểu biết càng phải sống khiêm cung. Mặc dù chúng ta ngồi dưới một cái mái chùa chỉ bắt đầu sẽ hình thành những nề nếp tu học bởi vì thầy cũng mới về đây, nhưng sư tin chắc trong các vị cái hạt giống Phật Pháp đã được ươm mầm từ lâu. Các vị cũng sẽ có những cái vốn hiểu biết về đời sống, về giáo lý, kinh nghiệm cuộc đời, vân vân. Và nếu chúng ta cứ cảm nhận rằng cái chúng ta biết đã quá nhiều, đã quá đủ cho cuộc sống chúng ta, thì đó là người thất bại. Có người lại cho rằng người thể hiện thái độ khiêm tốn là phương hại cho dũng khí sống. Sống ở lúc nào cũng khiêm cung hết, cũng hạ mình hết, nó không có dũng khí. Có người quan niệm như vậy. Nhưng quý Phật tử thân mến, ở đây sư không kêu gọi các vị nhắm mắt cho người ta chà đạp, không bảo các vị hãy nằm dài trên đường kia cho mọi người dẫm lên để rồi trau dồi cái đức tính khiêm cung của mình đâu. Ở đây sư chỉ đề nghị các vị một điều là chúng ta cần phải có một cái thái độ sống biết mình, biết người. Khi đối diện, phản ứng với đời sống chung quanh, với mọi người chung quanh chúng ta, thì cái tinh thần của chúng ta phải thấy rằng càng hạ mình, càng khiêm tốn, chúng ta sẽ học được rất nhiều điều. Còn chúng ta chỉ cần tự cao, thể hiện sự biết, sự hay của mình, chúng ta đã bị đánh mất rất nhiều. Vấn đề này, sư đã từng thuyết một bài pháp tâm kiêu mạn ở tại một ngôi chùa ở Bình Thuận. Hôm nay sư cũng đâu biết sư đến ngôi chùa này để gặp thầy Quảng Minh và gặp các vị đâu. Sư nói hôm trước ở chùa Bình Thuận mình nói đề tài tâm kiêu mạn, thì hôm nay về đây mình sẽ giảng một bài pháp về cái đức tính khiêm cung. Đối với người càng hiểu biết nhiều lại càng khiêm cung nhiều. Đó là một cái yếu tố đem lại hạnh phúc cho chúng ta. Bởi vì con người ta thất bại, rất nhiều người thất bại vì ngã mạn, kiêu căng, tự mãn. Mà Đức Phật dạy chúng ta là gì? Vô ngã là niết bàn. Ai tu tập cũng hướng về hạnh phúc, niết bàn. Mà có biết cái chân giá trị của niết bàn là từ đâu không? Là vô ngã, là không bao giờ cảm thấy mình là cái gì ghê gớm hết. Trong khi chúng ta ai cũng có nghiệp chướng, ai cũng có nỗi khổ, niềm đau. Cho nên chúng ta càng phải chuyên tâm nghe Phật Pháp và tu học cái đức tính khiêm cung này. Trong những tàng kinh điển giáo lý gần 10 năm trời sư học bên xứ Ấn Độ, sư chẳng có nghe một cái câu chuyện nào của Đức Phật, một bài kinh nào của Phật mà dạy chúng ta hãy thể hiện mình là con người không ai có thể bằng mình. Trong cách sống, cách ứng xử của Phật, mặc dù Ngài là một bậc gì? Thiên nhân chi đạo sư, tứ sanh chi tử phụ, nhưng mà lúc nào Ngài cũng như một bậc cha hiền. Lời nói, thái độ, đi đứng nằm ngồi đều thể hiện một người vô cùng khiêm cung, trong khi Ngài là biển trí tuệ. Cho nên nếu chúng ta đến nghe Pháp mà trong tâm chúng ta tràn ngập cái tâm ngã mạn như đã ăn sâu trong mỗi một con người, thì không khéo nó sẽ làm trở ngại con đường tiến tu đạo nghiệp của mình. Cái ngã mạn nó thể hiện ở nhiều mặt lắm. Không chỉ là tỏ ra mình biết
về giáo lý đâu, mà những kiến thức trong cuộc sống. Tốt nhất mình hãy yên lặng, hãy lắng nghe trước khi mình muốn nói. Vì đôi khi cái điều của mình nói ra nó cũng chẳng có trúng trật vào đâu cả, nó chỉ thể hiện một cái gì mình biết đó thôi. Nhưng cái biết đó cũng chưa phải là cái điều người đối diện đã muốn nghe. Cho nên cái người học Phật, cái thái độ có trí tuệ, thông minh, đó là hãy điềm tĩnh và lắng nghe. Lắng nghe và biết sống khiêm cung, đó là một hạnh vô cùng cao quý của những người con Phật. Nhiều khi con người ta dụng công tu tập rất nhiều, nhưng nếu không để ý, cái tâm ngã mạn, kiêu căng nó phát sinh ra, và đến một lúc nào đó chúng ta sẽ bị cản trở trên con đường tu tập. Người Phật tử tại gia cũng vậy, người khiêm cung lễ độ bao nhiêu càng được mọi người quý mến bấy nhiêu. Ở một ngôi làng kia, có hai cha con người đàn ông trung niên sống cùng với nhau. Một hôm trời đẹp, người cha rủ con cùng nhau đi vào rừng chơi. Cậu con trai vô cùng hứng thú khi được đi với bố. Hai cha con đi đến một đoạn đường có khúc quanh uốn lượn thì dừng lại. Trong phút trầm lặng ngắn ngủi đó, người cha hỏi con: "Con trai, con hãy lắng yên đừng nói chuyện nữa. Ngoài tiếng chim đang hót ngoài kia, con có nghe được tiếng gì khác không?" Đứa bé nó đang nói chuyện ồn ào, bỗng nhiên nghe cha nói như vậy, nó phải dừng lại, nó phải dừng bước chân lại, nó dừng câu nói lại để lắng nghe. "Thưa cha, con có nghe tiếng chim hót." Cha nói: "Ngoài tiếng chim hót ra, có nghe được gì nữa không?" Đứa bé nó phải còn yên lặng, phải lắng nghe nữa. "Thưa cha, con còn nghe cả tiếng xe ngựa nữa cha." Tức là ở đâu xa xa đó có tiếng vó ngựa, tiếng xe ngựa. Người cha lại hỏi tiếp: "Đúng rồi, và con có biết được rằng cái tiếng xe ngựa đó, con ngựa đang kéo xe, và trên xe nó có cái gì trên xe không?" Đứa bé nó bảo rằng: "Cha ơi, con chỉ nghe bằng tai, con đâu có thấy bằng mắt để biết rằng trên xe nó có cái gì hay không. Điều này thì con bó tay rồi cha." Cha mới nói rằng: "Vậy mà cha biết đó con. Chúng ta chưa nhìn thấy cái xe ngựa, nhưng cha biết đó là một chiếc xe ngựa trống không chở hàng." Người con trai rất là ngạc nhiên: "Sao cha hay vậy cha? Cha không nhìn thấy mà cha biết là con ngựa đang chở một chiếc xe, mà trên xe đó toa hàng không có gì hết." Người cha đáp: "Con ạ, từ âm thanh con có thể dễ dàng nhận ra đó là một chiếc xe trống không. Xe ngựa càng trống rỗng thì âm thanh tiếng vó của nó càng to con ạ." Từ âm thanh có thể nhận ra một cái điều gì đó. Chúng ta nghe âm thanh của người nói chuyện, chúng ta đoán được một phần nào trong tâm thức, trong ý nghĩ của người đối diện, nếu chúng ta thường hay tỉnh thức suy tư. Cho nên khi chúng ta nghe âm thanh mà chúng ta có thể hiểu được một phần nào ở con người, là không chỉ kinh nghiệm sống mà con người đó thường hay quan sát, quay lại nội tâm của chính mình để quan sát, quay lại nỗi đau của mình để hiểu tha nhân, quay lại những kinh nghiệm của cuộc đời mình, đâu là hạnh phúc, đâu là niềm vui, đâu là nước mắt, là nỗi buồn, để hiểu cho cuộc sống chung quanh. Về sau này, người con trai trưởng thành, đó là một người thông minh, giỏi giang và thành đạt. Mỗi lần cậu chứng kiến một ai đó dùng lời lẽ ba hoa, lỗ mãng để nói chuyện, tỏ ra cái biết, cái hay của mình, tự cao, tự đại, và thậm chí hạ thấp người khác, châm biếm, chê bai người khác, thì đứa con lại nghe tiếng cha văng vẳng bên tai mình: "Xe ngựa càng trống rỗng thì âm thanh càng to con ạ." Khi cha đã mất rồi thì bài học chỉ một lần đi chơi với cha thôi mà người con không bao giờ quên. Chính vì vậy, lúc nào cũng khiêm cung, lễ độ, nhẫn nại, và về sau trở thành một người thành đạt. Một câu chuyện rất đời thường thôi, nhưng sư cũng muốn kể cho các vị nghe. Các vị nghe thấy có được không ạ?
Và những ai từng đi qua những dòng sông cũng biết rằng trước khi qua sông, người ta thường lấy một hòn đá ném xuống dòng sông. Để làm gì? Để phỏng đoán độ sâu của dòng sông đó. Nếu mà bọt nước bắn lên càng cao thì chứng tỏ rằng là nước sông càng cạn càng nông. Trái lại, nơi nào không có bọt nước bắn lên, không nghe thấy âm thanh lớn thì chứng tỏ nơi đó nước càng sâu, thậm chí sâu mà không thể đo được. Cho nên ở đâu, phải chưa nào, nói nhiều, bàn cãi nhiều, tranh luận nhiều, thể hiện mình nhiều là chúng ta càng xa niềm hạnh phúc. Tại vì Đức Phật dạy chúng ta vô ngã mới có an lạc mà. Các vị đi nghe Pháp là muốn có niềm an lạc. Ngoài cái tâm thành hướng đến Tam Bảo, sự cầu nguyện, nguyện sống tốt, tin nhân quả, thì chúng ta đừng quên rằng trong đời sống của chúng ta có những điều hết sức đơn giản, nó vẫn làm cho chúng ta khổ đau. Đó là quá tự tin vào cái biết của mình, quá tự mãn vào cái hay của mình, và do vậy không có yên lặng để lắng nghe. Cho nên sư khen giới trẻ rất nhiều, nếu bây giờ bớt cái thời gian ăn, chơi, nhạc, nhảy để nghe Pháp. Sư khen ngợi các hàng Phật tử tâm sự với sư rằng bây giờ con đã ít có xem phim, con đã ít giải trí bằng những cái thói quen thế tục, mà con đã nghe Pháp nhiều hơn. Con tìm được niềm an lạc trong những thời Pháp đó. Sư rất khen ngợi, tán thán các vị. Như vậy, khi chúng ta lắng nghe là chúng ta đã bắt đầu biết hạ mình. Có những con người bảo có gì mà nghe, nghe có ra tiền ra bạc gì đâu, phải chưa nào, có gì để nghe. Tối hôm nay chúng ta về đây nghe Pháp, cảm động quá đi chứ. Một ngôi chùa cũng chỉ mới bắt đầu thiết lập các cái nề nếp sinh hoạt trong một thời gian mấy tháng. Sư nhớ cái hồi sư mới về chùa Thiên Quang, có lẽ mấy tháng đầu chưa có được như vậy đâu. Dường như là cả 2 năm sau thì ngôi chùa mới được chính thức thành lập, và đạo tràng đầu tiên được thành lập, những người đầu tiên đến với sư lại là những người mù. Sư nhớ như vậy. Và người ta tâm sự với sư rằng con mù lòa, con tuyệt vọng, con đã muốn chết rất nhiều lần. Từ khi nghe Phật Pháp, con đã thấy đời vẫn còn đáng sống và không còn oán trách mẹ cha. Con biết con mù vì quả báo, nghiệp chướng. Cho nên các vị ngồi ở đây, ai có nỗi khổ niềm đau, con cái báo, chồng báo, thân bằng quyến thuộc báo, làm ăn thất bại, việc này việc kia, cái gì các vị cũng than phiền, thì chúng ta cứ quay trở về hai từ nhân quả, chúng ta sẽ thoát đi nỗi khổ dằn vặt tâm tư của chúng ta. Nước càng sâu chảy càng không có tiếng động, xe ngựa càng trống rỗng thì tiếng động càng lớn. Làm người cũng nên nhớ như vậy. Người có tâm thái bình tâm thì tĩnh khí, nói chuyện với người khác sẽ tránh đi chuyện cãi vã, khắc khẩu giữa đôi bên. Một trong hai bên chỉ cần một bên có thái độ điềm tĩnh lắng nghe. Và chúng ta có thể chứng kiến đối phương lớn tiếng, lớn lời, hống hách, ngã mạn bằng nhiều lời nói, thậm chí là xúc phạm. Nhưng con người có thái độ điềm tĩnh, nó phải xuất phát từ một quá trình tu tập, chứ không phải nói từ hôm nay là con sẽ là nhẫn, khiêm cung, điềm tĩnh. Nói không làm được đâu. Tại con người kiêu mạn, nó ăn vào máu, vào xương, vào thịt. Cho nên không nói mà nhìn cái dáng đi cũng thấy phát ghét, không nói mà nhìn cái mặt cũng ngân ngân, chứ không bao giờ mà biết nhìn xuống hết. Cho nên tiểu đi vô chùa học, không bao giờ nhìn chằm chằm vào mặt thầy, mà phải cúi đầu, chắp tay. Bài học đầu tiên cho quý Phật tử mà nãy giờ sư trụ trì, thầy trụ trì cũng nhắc, các vị chắp tay hình búp sen đi. Nó đơn giản như vậy, nhưng đó là một bài học về khiêm cung, lễ độ. Các vị biết người phương Tây không dễ chắp tay đâu, bắt tay.
Người phương Tây quan niệm của họ là đề cao cái chủ nghĩa cá nhân, cho nên gặp nhau bắt tay thân thiết họ hơn ôm hôn gì đó. Chứ còn cái vấn đề chắp tay cúi đầu lại xuất phát từ các vùng đất của châu Á, Thái Lan, Nhật Bản, Việt Nam, vân vân. Và tất cả đó là phong thái của người phương Đông, biết khiêm cung lễ độ, biết quay lại nhìn lại chính mình. Cho nên con người mà không biết chắp tay, không biết cúi đầu, đó là một con người đáng thương. Cho nên mình nghe pháp rồi, mình sẽ hổ thẹn nếu nhiều khi chưa ai mời đã vội nói. Sư thì thường hay nói chuyện thuốc đắng giả tật, lời thật mất lòng à. Chứ còn bây giờ mình dùng lời thơ để ru đó, thì sư ru hồi các vị cũng có thể là ngủ ngon đó, phải không nào? Thơ nhạc đâu. Nhưng mà các vị nghĩ đi, người ta nghe pháp để người ta hết khổ mà. Mà muốn hết khổ là phải thực hành. Mà muốn thực hành được phải nhìn thẳng vào thói hư tật xấu của mình thôi. Chứ không thể nào nói những chuyện gì mênh mông sương khói ở ngoài kia. Cho nên sư muốn các vị bây giờ còn phải học rất nhiều. Bởi vì chính quý sư quý thầy đây vẫn biết cái chuyện học, chuyện tu của mình không có cái điểm dừng, điểm nào là điểm cuối cùng. Học càng tu nhiều, càng thấy mình yếu kém. Thì các vị cũng phải vậy thôi, phải nghe pháp nhiều, phải chuyên tâm, trì trí, để mà chúng ta sẽ có được những cái kết quả thiết thực trong đời sống của chúng ta. Trong cuộc sống, sự thành thật và lương thiện cũng giống như dòng nước chảy, không cần phải tận lực khoa trương ca ngợi. Con người đã thật tu rồi, đã lương thiện rồi, không cần ai phải ca ngợi hay tâng bốc. Con người đó tự dưng có tâm thái bình tĩnh và ở trong một cảnh giới cao thượng mà người ta gặp đã quý mến, tin yêu. Cho nên nếu chúng ta tu đúng chất lượng, chúng ta không cần phải nói nhiều. Có đồng ý như vậy không các vị? Và tiếc thay là sư lại là người nói nhiều các vị ơi. Sư phải nói nhiều. Nhiều khi không muốn nói mà vẫn phải nói. Đúng chưa nào? Đó, thì thôi, mình tự an ủi rằng đó là việc của mình phải làm. Cho nên sư rất là mong muốn có những lúc mình được ngồi như thế này nè, như các vị đang ngồi nè, và được lắng nghe. Mùa an cư là mùa tăng ni dừng bước chân hoằng hóa để được ngồi lắng nghe. Nhưng mà các vị biết không, sư vẫn đi và đi mãi. Bởi vì sao? Trên quê hương đất nước của chúng ta có biết bao nhiêu nơi, biết bao nhiêu con người cũng chưa biết Phật Pháp là gì, vẫn chưa có niềm tin vào nhân quả và vẫn tiếp tục bán đi phúc đức của mình để sống, để ăn, và địa ngục vô môn hữu khắc tầm. Vì như vậy cho nên sư vẫn tiếp tục đi và đi mãi đến hôm nay gặp các vị đây. Thế thì chúng ta hãy hài lòng cái chúng ta đang có để chúng ta tiếp tục tiến tu. Cái hài lòng ở đây là gì? Không phải hài lòng với khả năng, với tài sản, với trí tuệ của mình, mà hãy hài lòng với những gì cha mẹ cho chúng ta, cái hình hài này, cuộc sống này. Để chúng ta không trách móc cuộc đời và không đòi hỏi những cái gì ngoài cái tâm hiểu biết, trí tuệ và công đức của chúng ta. Có những con người không hiểu, không tin sâu nhân quả, không biết Phật Pháp, cho nên lúc nào cũng kỳ vọng, cũng nghĩ rằng người ta được cái này mình phải được và hơn như thế. Đó là một sự dại dột, các vị có biết không? Chuyện kể rằng trong những con vật nuôi yêu quý của Ngọc Hoàng Thượng Đế thì con ngựa được nhìn nhận là con vật rất đẹp và khỏe mạnh. Dẫu như vậy, con ngựa lại không hài lòng về chính nó. Nó vẫn thấy nó không đẹp. Mặc dù nó là con ngựa, là một cái con vật đẹp, có sức mạnh, và khi nó kích cái vó lên là tiếng vó rất vui tai, nhưng mà nó vẫn không thấy hài lòng. Cho nên nó thưa với Ngọc Hoàng rằng: Thưa Ngài, Ngài đã tạo nên cho con thân hình đẹp, nhưng con muốn Ngài hãy làm cho con đẹp thêm nữa. Với chúng ta hãy làm đẹp thêm về đời sống tinh thần, về đạo đức. Hãy bớt đi cái tu dưỡng, cái bồi bổ, cái bên ngoài. Nếu không sẽ giống như con ngựa này đây.
Nó muốn Ngọc Hoàng phải làm cho nó có thân tướng đẹp hơn. Và Ngọc Hoàng nói, ta sẵn sàng làm cho con đẹp hơn, nhưng con hãy cho ta biết điều gì có thể làm cho con đẹp hơn. Con muốn làm đẹp cái gì? Con ngựa trả lời, thưa ngài, con thấy thân hình của con không cân xứng, cái cổ của con hơi ngắn, chân của con chưa cao lắm. Vậy ngài làm cho con cổ dài thêm, chân của con cao thêm được không? Đó, chúng ta cái người mà không biết mình đó, lúc nào cũng là vọng ngoại, muốn những điều cao hơn, dài hơn, đẹp hơn, giỏi hơn, mà mình không tự xét chính mình. Những câu chuyện sư nói nó đều có cái ý để chúng ta phải soi rọi, suy tư. Chuyện ngụ ngôn là chuyện lấy vật để dạy người, chỉ người. Ngọc Hoàng nghe như vậy thì sao? Được thôi, ngay lập tức cổ của con dài ra, chân của con dài ra. Và nếu cổ thì cao, chân thì cao, thì đó là chân và cổ của con gì? Con lạc đà. Phải chưa nào? Cổ dài, chân dài. Đó, sau khi ngắm nhìn mình dưới dòng nước, con ngựa vô cùng thất vọng. Nó hoảng hốt kêu lên, thưa Ngọc Hoàng, con chỉ muốn làm cho cổ con đẹp, chứ con không nghĩ là nó kỳ dị như thế này. Sao mà nó dài như thế và chân nó giống con lạc đà như thế? Ngọc Hoàng lại nói rằng, đó là điều con xin ta mà, con đâu có hài lòng với chính con đâu. Con ngựa nói, thôi thôi, xin Ngọc Hoàng hãy trả lại cho con tình trạng ban đầu đi. Con không muốn dài hơn, con không muốn đẹp hơn nữa đâu. Cho nên chúng ta là những người không biết cái thế mạnh của mình, cái ưu điểm, cái tốt của mình để phát huy, mà luôn luôn nhìn cái người bên cạnh để đố kỵ, để ghen ghét, để mà oán trách, để mà mong rằng mình cũng phải hơn như thế. Đó là những cái điều chúng ta thấy nó rất là đơn sơ thôi, nó bình thường thôi, nhưng nó vẫn là những thói hư tật xấu trong mỗi một con người mà chính sư đây vẫn phải soi rọi để tu tập. Bởi vì một khi mình không học cái tánh khiêm cung thì tâm kiêu mạn lập tức xuất hiện. Mình không thành Phật thành thánh là vì cái ngã mà. Cho nên mình không thể nói là con không có tánh đó, mà mình phải nhận rằng con có, mà ít hay là nhiều. Các vị có đồng ý như vậy không? Như vậy, như con ngựa nó đòi xong lại đòi trả lại như cũ, vì coi kỳ dị quá. Cái gì của người khác gắn vô cho mình, nó không phải là của mình, nó kỳ dị lắm. Cho nên mình hãy chấp nhận cái mình đang có, phát huy cái tốt. Và trong kinh Trung Bộ, Đức Phật dạy các tỳ kheo, các hàng cư sĩ tại gia, những cái gì đã tốt, hạt giống tốt ở trong tâm đã có là phải làm tăng trưởng, phát huy lên. Những hạt giống xấu khi chưa có, đừng có ươm mầm cho nó nảy mầm lên. Nó đã có thì phải làm cho nó chuyển hóa, tiêu diệt đi đối với hạt giống xấu. Còn hạt giống tốt chưa có thì phải ươm mầm cho nó có. Nó có rồi thì phải tưới nước, bón phân cho thăng hoa, đơm hoa kết quả. Cái pháp sống của người đệ tử Phật là phải làm phát huy cái tốt, chuyển hóa và tiêu diệt những cái xấu đi. Mà cái xấu thì đầy rẫy trong tâm, cho nên chúng ta nghe pháp để chúng ta quay lại chính nội tâm của mình. Mà hôm nay cái xấu của chúng ta phải diệt, tâm kiêu mạn, tâm muốn hơn, tâm muốn cái gì cũng số một hết. Trong khi chúng ta có cái gì trên đời này đều phải từ phước đức đem lại. Không có sự khôn ngoan quỷ quyệt nào mà cho chúng ta hết, chỉ có phúc đức mới có thể đem lại cho chúng ta những điều chúng ta mong đợi tốt đẹp trong cuộc sống này. Cho nên sư chúc mừng các vị tu tập và điều con mong hướng đến trí tuệ và phúc đức. Khi có phúc đức chúng ta sẽ có tất cả. Khi không có phúc đức, cho dù chúng ta quỳ lạy cầu xin cho đến sáng cũng chỉ là con số không mà thôi. Cho nên khi con ngựa nó đòi trở lại vị trí ban đầu của nó, Ngọc Hoàng mới nói, con hãy nhớ đấy, nếu con cứ chạy theo những niềm khát khao bất tận, con sẽ không biết cái nỗi tham này, cái muốn này nó dẫn con đi đến đâu. Hãy nhớ, những cái sự cân đối đã có sẵn trong con, những cái đẹp đã có sẵn trong từng con người rồi. Bây giờ hãy khám phá nó, phát triển nó,
thêm hoàn mỹ. Chứ đừng tưởng rằng cái sự khao khát ở bên ngoài đắp vô sẽ làm cho con hoàn mỹ. Cái hoàn mỹ, cái tốt đẹp nào cũng ở tự tâm, ở mỗi một con người chúng ta. Như vậy khi chúng ta khiêm tốn là vắng bóng đi sự kiêu ngạo. Cái khi chúng ta biết chắp tay cúi đầu là chúng ta đã thêm công đức. Công đức phúc đức ai đem đến? Phải không nào? Chúng ta thường quan niệm là cầu nguyện để trời Phật ban cho con phúc đức. Nhưng Phật đó là ánh đuốc trí tuệ. Ngài đã chỉ chúng ta con đường sáng để đi. Còn chúng ta tri ân đất trời, cúi đầu tưởng niệm đất mẹ trời cha. Bốn mùa no ấm công người tạo ra. Ơn đất, ơn trời, ơn tổ quốc cho chúng ta ngọc lành đặng hưởng cũng là nhờ mẹ cha, trời cha đất mẹ cho chúng ta. Nhưng chúng ta được hạnh phúc an vui hay không? Được cơm no áo ấm hay không? Chúng ta phải biết con đường Đức Phật chỉ dẫn cho chúng ta đi, con đường sáng. Còn không chúng ta cũng sống chỉ là một sự tồn tại đau khổ mà thôi. Cho nên muốn có an vui hạnh phúc thì có nhiều yếu tố. Một yếu tố quan trọng là hãy khiêm cung. Hãy biết hài lòng với cái mình đang có để tiến tu. Chứ đừng đòi đắp cái của người khác gắn vô cho mình một cách gắng gượng, khổ đau, rồi chỉ chuốc lấy sự thất vọng mà thôi. Cho nên khiêm tốn, khiêm cung không phải là sự nhu nhược. Nhưng đúng hơn đó là sự nhận ra giá trị của chính mình, giá trị thật của chính mình. Sư thỉnh thoảng giảng cho giới trẻ nghe, sư cũng hát chứ. Hát ngâm thơ vân vân, làm cái gì đó để cho các bạn trẻ cảm thấy rằng là ồ, nghe pháp cũng không đến nỗi là ngán lắm, không đến nỗi chán lắm. Nhưng mà nếu các vị đã bảo sư ơi, bây giờ hôm nay sư về giảng cho con nghe ca một câu, 6 câu vọng cổ nghe sư, thì sư phải biết rằng dạ không, cái đó sư không làm được. Có những điều mình không thể làm được thì mình sẽ nói là mình không làm được. Có những điều mình có thể làm được, mình nói tôi có thể làm được. Chứ cũng không nên nói rằng không có vấn đề gì, chuyện đó quá dễ, như trở bàn tay. Mình đừng nên vội vàng nói những câu đó. Người đệ tử Phật cẩn ngôn, cẩn hạnh, thận trọng quá báo. Chuyện đó là trong tầm tay, trong khả năng của mình. Tôi sẽ cố gắng. Tôi sẽ cố gắng trong khả năng của tôi, hoặc là sẽ cố gắng hết sức của tôi. Chứ không bao giờ chủ quan. Chúng ta buông lời chủ quan sớm chừng nào, chúng ta lại sẽ là thất bại sớm chừng đó. Bởi vì cuộc sống này nó vô thường lắm. Rồi nghiệp báo của chúng ta thì vô tận, vô biên. Cho nên không nên chủ quan vào bất cứ vấn đề gì. Cho nên con người mình ra sao, mình hãy nhìn nhận như vậy. Vì thực ra trong thân phận con người, điều mà người này cho là khuyết điểm thì có khi đối với người khác trở thành ưu điểm. Cái tính trầm lặng ít nói của một người nào đó có thể là bất lợi trong một cái cộng đồng sinh hoạt tập thể của các bạn trẻ. Cần những người năng nổ, hoạt náo, vui vẻ. Cho nên người mà trầm lặng quá thì không làm được. Tuy nhiên, trong một số hoàn cảnh khác, người trầm lặng, điềm tĩnh, ít nói lại trở thành thế mạnh của người đó. Có rất là nhiều là cô gái, thiếu nữ mà lọt vào mắt xanh của những chàng trai gọi là tài đức vẹn toàn là bởi vì cái tánh trầm tĩnh ít nói mà lại là cung dung ngôn hạnh. Chứ không phải lúc nào cũng nói nhiều là sẽ thắng. Có những chàng trai nói rất nhiều mà lại bại, mà người ta điềm tĩnh, chuyện gì cần người ta sẽ nói, còn không cần người ta im lặng. Tự nhiên lời nói của người ta rất là có giá trị, rất là có trọng lượng. Bởi vì lời nói là phải làm lợi lạc cho người hãy nói. Sư nói đầu thời Pháp, chúng ta nghe Pháp để tập, nói năng như chánh Pháp, im lặng như chánh Pháp. Chừng đó thôi các vị, hôm nay nhớ chừng đó thôi. Bởi vì là trong một ngày chúng ta có vô số lời nói vô ích. Mà lời nói rồi nói là như gió bay đi, chúng ta đâu kiểm soát nó đâu. Nhưng một khi một lời nói vô ích buông ra là một công đức đã mất đi. Nghe đơn giản như vậy nhưng rất là nghiêm trọng. Chúng ta không thể nào để cho chúng ta tùy tiện bởi tâm ngã mạn phóng túng của mình để có thể nói và làm mà không suy nghĩ được. Vì một câu nói rất nhỏ vẫn mất công đức, tại sao mình nói?
Tại sao mình có thể bỗng nhiên nguyền rủa, chửi rủa một ai đó, mặc dù người đó cũng không làm điều gì ảnh hưởng đến mình? Mà nếu có ảnh hưởng đến người khác, chúng ta cũng đừng vội chửi. Cái gì nó cũng có nguyên nhân của nó. Người đệ tử Phật cẩn ngôn cẩn hạnh, thận trọng quả báo, đó là một cái đức tính rất quan trọng, cần thiết, mà nó phải xuất phát từ cái trí tuệ con người. Con người có khiêm cung, có nhẫn nại, con người đó mới biết cẩn ngôn cẩn hạnh, mới biết sợ quả báo. Còn không là gì? Là cứ tới luôn, đến khi cái khổ đến, khóc than cũng không còn kịp nữa. Có phải vậy không các vị? Cho nên ai mà khiêm tốn sẽ sanh ra hoa quả bình an tự tại. Ai kiêu căng ngã mạn, nói nhiều, huynh hoang, khoác lác ba hoa, người đó chuốc lấy khổ đau và thất bại trước. Cho nên đối với đời sống của các vị tu hành thì Đức Phật cũng dạy các sư cũng luôn luôn phải sống quay lại với chính mình. Cái đời sống mà gọi là quay trở về nội tâm đó, mà gọi là thiền tập, là suy xét ở chính mình. Các vị về nghe Pháp ngồi như thế này là lắng yên nghe, sau khi nghe cũng phải suy xét. Với điều hôm nay sư giảng, mình có những điều gì là ưu điểm cho mình, và có cái gì còn tồn tại, còn khuyết điểm, mình phải thay đổi, chuyển hóa tự tâm, tự thân. Có người ta nói rằng cái gì cũng làm được hết á, nhưng mà chắp tay cúi đầu xá người khác là khó lắm. Trong khi đó, cái việc đó đối với người Phật tử của chúng ta quá dễ dàng. Vì biết chắp tay là chắp tay ngay từ đáy lòng mình, chứ không phải cái chắp tay đó là một cái hình thức. Người Thái Lan á, mình đến á, là họ chắp tay, họ chào như là một cái cách gì? Một cái truyền thống. Mình chào là mình cúi đầu, em bé thì khoanh tay, người Phật tử thì hình búp sen. Nhưng cái chắp tay hình búp sen là một cách chào phổ cập của người Thái. Nó thể hiện sự khiêm cung của người châu Á chúng ta. Các vị sang bên Ấn Độ đó, người nhỏ gặp người lớn, đặt bàn tay trên cái chân, bàn chân của người lớn. Sau khi đặt bàn tay lên cái chân của người lớn rồi, họ để lên trên đầu. Ví dụ đây là cái chân nha. Họ cúi xuống, họ đặt tay lên bàn chân. Sau đó cái bàn tay đó họ để lên trên đầu để thể hiện sự tôn kính. Có thể là cha, là mẹ, là thầy giáo, là anh chị, các bậc trưởng thượng. Họ sẵn sàng cúi xuống, đặt bàn tay dưới chân và sau đó để tay lên đầu. Ở một cái trường đại học ở Mumbai rất nổi tiếng, một sinh viên muốn tốt nghiệp ở đó, mỗi ngày đều phải đi qua cái cổng trường đại học. Nhưng mà cổng trường đó, cái cổng dành cho sinh viên rất là thấp và nhỏ. Còn cổng chánh cho các giáo sư, các vị khách quý là đi cổng lớn. Còn sinh viên phải đi bằng cổng bé, mà cổng bé đó là phải cúi đầu mới đi vào. Như vậy, bước vào cái ngôi trường đó, sinh viên học bài học đầu tiên là phải biết cúi đầu. Chúng ta thấy những cái chùa cổ, đặc biệt là miền Bắc á các vị, cái ngạch cửa cao lắm. Và tại sao như vậy? Ngạch cửa cao thì mình phải giơ chân, đầu phải cúi xuống mới đi vào được. Là phải tôn kính, phải biết hạ cái bản ngã của mình xuống. Mình nói tại sao phải làm những điều này? Cha ông của chúng ta dạy cho con người chúng ta phải tập sống vô ngã. Chúng ta hãy hạ mình, hãy khiêm cung, lễ độ. Đó là một yếu tố rất quan trọng, đem lại an vui và hạnh phúc cho cuộc sống của chúng ta, thưa các vị. Sư cũng có đến Nhật rồi, 2 lần đến Nhật Bản. Không chỉ cảnh đẹp, không chỉ là tuyết ở trên đỉnh núi Phú Sĩ, không chỉ là những rừng hoa anh đào, mà con người Nhật Bản người ta rất là khiêm cung, rất là khiêm cung. Cái thể hiện á, cái phong thái của họ đó. Còn con người người ta có thật sự khiêm cung hay không, mình phải sống với họ. Nhưng mà sư nói cái phong thái của người Nhật, người Hàn, mình phải học. Họ chào á, cái đầu của họ rất là thấp, rồi từ từ ngẩng lên. Mà mấy điệu ở trong chùa mà không khéo, các vị biết không, cúi đầu thấp cũng làm biếng nữa, gật gật vậy nè. Còn các em của chúng ta ngày nay là bây giờ còn khỏi biết chào hỏi luôn. Chỉ là một cái chướng thôi, chỉ là cái bản ngã của tuổi trẻ bây giờ nó xem chúng ta như những người lạc hậu thôi. Còn những người mà càng thành công bao nhiêu ở những xứ Hàn, xứ Nhật, người ta lại càng thể hiện sự khiêm tốn bấy nhiêu.
thái độ sống rất là khôn ngoan. Họ cúi đầu rất thấp và từ từ ngẩng dậy. Lúc nào cũng tỏ ra là tôi muốn lắng nghe, tôi muốn học ở ông, ở bà, ở anh, ở chị. Có một cái câu chuyện kể về nước Nhật vào mùa thu. Đó là mùa thu, lại là mùa tuyết rơi trắng xóa tại miền Bắc của nước Nhật. Và cái đoàn đi sang thăm nước Nhật vẫn còn một ấn tượng về lối sống và cách hành xử của người dân nơi đây. Đó là thái độ sống khiêm tốn. Thì ngày thứ hai trong cái chuyến tham quan Hokkaido, một thành viên trong đoàn rất là mê khám phá, nên anh tự tách đoàn để đi xuống thăm một ngôi làng cổ rất là hấp dẫn ở Hokkaido. Ta đi một cái đoàn như vậy nè, thì chúng ta có đi hành hương hay là đi đâu đó, đi du lịch thì chúng ta phải đi theo đoàn. Mà tách ra như cái anh này là rất là nguy hiểm. Nhưng mà anh này cái sự khám phá của anh biết cạch đây có cái làng cổ mà cái người dẫn đoàn không dắt đi. Cho nên ta tự tách anh ta đi. Cuối cùng là sao? Khi đoàn đã đến một điểm khác cách đó không xa thì lạc mất anh ta rồi. Anh ta xoay sở một chút để tìm đường nhập đoàn, chưa tìm được. Phát hiện ra việc này thì cái người dẫn đoàn đó là ông Yusuke Kikuno. Sư đọc tên để cho các vị biết là sư kể chuyện có thật. Mà chưa nào? Một thành viên trong công ty du lịch mà đưa đoàn đi đó, liên tục cúi đầu xin lỗi. Khi mà đã dắt được cái anh bạn đó về đoàn rồi, ông cứ cúi đầu xin lỗi thôi. Vì là tôi đã để cho anh đi lạc và để cho anh tự tìm đường một cách vất vả, mặc dù là ông ta hoàn toàn không có lỗi. Ông ta là người dắt đoàn. Sau nửa tiếng phải đi đến điểm thứ hai thì anh ta đã biến sang cái làng bên cạnh rồi. Lỗi là của ai? Của cái người đi chứ đâu phải cái người dắt đoàn. Nhưng cái người dắt đoàn vẫn luôn cúi đầu và xin lỗi. Các vị biết mình không có được cái tánh đó đâu nha. Sư nói những cái điều này là mình không có, mình phải học. Mà chắc khó mà mình xin lỗi người có lỗi lắm. Mình chửi là chánh. Phải không nào? Mình chửi rồi cái người kia làm sao? Để chửi lại. Không nào? Không dắt thôi chứ có tiền lên ấy bay về chứ sợ gì. Đó, cái thái độ sống của chúng ta. Mà bây giờ những cái thái độ sống nghênh ngang như vậy quá nhiều, làm cho sư cảm thấy e ngại rằng cái lối sống đẹp của người Phật tử đã mất rồi chăng? Cuối cùng đoàn đến tham quan một cái nơi khác là Asahidake, một ngọn núi cao nhất ở Hokkaido với độ cao 2.291 mét, nhiệt độ -16 độ C. Thì xe vừa dừng thì cái ông Kikuno đó, cái ông mà vừa mới cái tìm cái người lạc đó, lập tức xuống trước, mở cốp xe, lấy một chồng áo ấm phát ra cho từng người, hướng dẫn mặc vào để tránh sự lạnh. Trong miệng cũng luôn luôn nói, thời tiết ở đây, muốn thấy tuyết rơi, muốn lên đỉnh núi cao là phải lạnh như thế đấy, các ông, các anh chị ạ. À. Người ta muốn đến thăm nước mình, thì ta chấp nhận cái lạnh, ta hiểu nó phải như vậy. Nhưng ông luôn luôn an ủi và nói với mọi người rằng thời tiết bây giờ là như thế, nó phải lạnh như thế mới thấy tuyết rơi và phải chịu khó cái sốc cái lạnh này. Luôn luôn làm cho người ta cảm thấy rất là ấm áp và yên tâm. Buổi tối khi đoàn thấm mệt về tới khách sạn, vừa bước xuống xe, mọi người nhìn thấy ông Kikuno đứng đợi phía trước chờ đón, mang hành lý giúp và đưa cả đoàn vào khách sạn. Trong suốt chuyến đi, ông luôn chăm sóc và hướng dẫn mọi người nhiệt tình, phục vụ một cách tận tụy và chu đáo. Sự tận tụy của ông khiến cho người ta nghĩ rằng đây là một nhân viên du lịch xuất sắc ở trong cái công ty du lịch này. Nhưng mà sau đó cô phiên dịch giới thiệu một cách kỹ càng mới cho biết rằng chính ông ta là giám đốc công ty du lịch của thành phố Asakikawa, tỉnh Hokkaido, làm cho cả đoàn bất ngờ vì sự khiêm nhường, tận tụy và luôn nói lời xin lỗi của ông. Một thành viên trong đoàn hỏi là: trời ơi, ông làm cho tôi ấn tượng quá, hóa ra ông là giám đốc à? Mình nghĩ mình giám đốc, mình là sếp, mình chỉ tay năm ngón với chửi người ta không à? Còn đây mình thấy bởi vậy cho nên ta mới thắng. Đi đâu cũng thấy chữ khách hàng là thượng đế, mà thử hỏi hai ba câu là thấy nhân viên khách hàng muốn chửi rồi. Mình không có cái sự khiêm cung, nhẫn nại và lễ độ cần thiết để làm cho đời sống này nó bớt khổ đâu. Trái lại, ai cũng muốn làm cha thiên hạ, ai cũng muốn chứng tỏ là mình hay. Và ai mà tỏ ra không biết mà hơi hỏi nhiều một tí là coi chừng mệt. Cho nên chúng ta hãy học những cái hay.
Và đó là cái điều sư muốn nhắc nhở, khuyên các vị hãy học cái hạnh khiêm cung mà Đức Phật đã từng dạy chúng ta. Khi người ta hỏi ông rằng tại sao ông lại phục vụ đoàn khiêm tốn như thế, ông ta bảo đó là niềm vui của ông. Khi được phục vụ, chính bản thân ông đưa đoàn đi mà đoàn không an lạc, không hạnh phúc thì ông đâu phải là giám đốc. Cho nên khi Đức Phật sinh ra trên đời này vì niềm an vui và hạnh phúc cho chư thiên và loài người, thì những điều của Ngài nói ra đó là chân lý. Ngài đã trải nghiệm niềm hạnh phúc. Bởi vì sao mà được hạnh phúc và an lạc giải thoát? Thì Ngài dạy lại cho chúng sanh, cho chư thiên phải sống như thế nào để an vui và giải thoát. Trong Kinh Tăng Chi nêu ra ba thứ kiêu mạn căn bản. Một là phải coi cái tôi mình là nhỏ. Thứ hai, phải tu tập cái vô ngã thì mọi sự va chạm sẽ không xảy ra. Điều thứ ba, những người nào kiêu mạn thì chúng ta hãy thể hiện thái độ sống bằng thái độ khiêm cung và nhẫn nại của mình. Chứ đừng có bằng cách sống 49 gặp 50. Ông kiêu một, tôi kiêu 10 để trị nhau. Điều đó không bao giờ có được cái sự an lạc, an bình trong cuộc sống. Và trong Kinh Kiêu Mạn, Đức Phật dạy như sau. Ai phá hoại kiêu mạn, không còn chút dư tàn, như nước mặn tàn phá, cây cỏ lau yếu hèn. Những ai chinh phục được tự ngã mới nhiếp phục được lòng kiêu mạn. Nghĩa là càng về tu tập bao nhiêu, càng thấy mình bé nhỏ, yếu hèn, nhiều nghiệp chướng bấy nhiêu, thì tự nhiên mình sẽ khiêm cung. Còn mình thấy mình ngon, mình hay, mình tu nhiều hơn người ta, mình cúng dường nhiều hơn người ta, mình tốt hơn người ta, mình tự thấy cái gì mình hơn, lập tức mình sẽ mất đi công đức. Các vị nhớ những điều đó. Cũng như trong thời Đức Phật còn tại thế, một chàng thanh niên Sắc Chaka đã từng dõng dạc tuyên bố, ai có đối thoại với ta, thấy chưa nào, một cột trụ vô tình, thì cột trụ ấy cũng phải run sợ chứ đừng nói là người. Cái chàng trai tên Sắc Chaka tự khẳng định, mình là một người tài ba. Cái cột trụ á, vô tình, vô duyên mà gặp anh ta còn phải run sợ chứ đừng nói là con người. Bởi vì anh ta rất giỏi. Nhưng khi anh ta gặp Phật, được Phật thuyết giảng, thì Sắc Chaka nhận ra sai lầm và từ đó biết cách ứng xử khiêm hạ, không chỉ với Phật, với chúng tỳ kheo mà với tất cả mọi người. Sau khi Sắc Ca đã chuyển hóa con người mình thì tu tập không bao lâu đắc quả A-la-hán. Cho nên kết thúc bài pháp ở đây, sư muốn nhắc nhở các vị những câu chuyện rất đời thường mà không cắt xa lời dạy của Đức Phật là bao nhiêu. Tôn kính bậc cao niên, kiếp này được khen ngợi, kiếp sau được sanh thiên. Đối với lời dạy của Đức Phật, chúng ta lãnh hội, tu tập, gọi là y giáo phụng hành, thì chúng ta phải chuyển hóa nó thành tư lương trong đời sống của chúng ta. Thì có như vậy, chúng ta mới nếm được cái hương vị ngọt ngào của giáo lý giải thoát. Đức Phật từng dạy chúng ta, hãy học các dòng nước từ khe núi vực sâu, nước khe núi chảy ồn, biển lớn động im lặng. Cái gì trống kêu to, cái gì đầy yên lặng. Ngu như ghè với nước, bậc trí như ao đầy. Đó là lời Phật dạy. Cho nên qua một pháp thoại, sư nhắc nhở các vị hãy học pháp khiêm tốn, im lặng như chánh pháp, nói năng như chánh pháp. Có như vậy, chúng ta mới thể hiện mình là hàng đệ tử của Đức Thế Tôn. Hơn nữa, hạnh im lặng và khiêm tốn, nhẫn nại và bao dung sẽ cho chúng ta được nhiều phước báo tốt đẹp, được những người chung quanh thương mến. Nhắc đến chúng ta, họ sẽ kính trọng, vì khi chúng ta im lặng và khiêm tốn, chúng ta không làm cho người khác phiền não. Người hay nói thế nào cũng mắc lỗi, cho nên cẩn ngôn, cẩn hạnh, thận trọng quả báo là như vậy. Điều thứ hai, chư thiên, chư thần cũng ái mộ những người khiêm tốn nên thường gia hộ. Người ta thường nói chư thiên theo hộ trì là hộ trì những người khiêm tốn, không hộ trì những kẻ khoác lác, kiêu căng. Điều thứ ba, người im lặng, khiêm tốn là hạnh của người tu.
cho nên xuất gia hay tại gia đều phải tu học hạnh này. Và cuối cùng, muốn gieo duyên lành, giải thoát và giác ngộ thì chúng ta phải học hạnh vô ngã, khiêm cung, nhẫn nại, tha thứ và bao dung để chúng ta có thể bắt đầu vào cuộc hành trình tâm linh giải thoát. Pháp thoại của sư đến đây là kết thúc. A Di Đà Phật, thưa sư cô Hương Nhụ. Buổi pháp thoại được diễn ra hơn một tiếng đồng hồ, rất là ấm cúng và cũng rung lên những cái cảm xúc giữa thầy trò rất là đạo đời. Với cương vị là trụ trì, xin chân thành cảm ơn sự hiện diện của sư cô giảng sư Thích Nữ Hương Nhụ đã về chùa An Phước trong buổi tối có một thời pháp thoại đầy ý nghĩa. Tôi tin tưởng rằng ngày mai cô sẽ trở về lại tỉnh Bình Dương, rồi tiếp theo những hoạt động của giáo hội trung ương. Còn lại những Phật tử ở nơi đây sẽ lắng nghe, rồi suy nghĩ, rồi thực hành những cái lời chia sẻ của sư cô để làm cái hành trang trên bước đường xây dựng đức tin để học hành giải thoát, trong đó không thể thiếu đi cái hành khiêm cung. Cuối cùng, nguyện cầu Tam Bảo, mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, liệt vị Thánh Hiền, gia hộ cho sư cô Hương Nhụ được thân khỏe tâm an, và để chuyển bánh xe chánh pháp và bước chân an lạc của sư cô đi vào trong những thành phố, trong từng lớp, các từng lớp của những thế hệ, rồi những khóa tu, và đặc biệt như một tràng pháo tay khi từ đầu cung nghinh bước chân an lạc của sư cô, để thể hiện cái lòng mong mỏi và mong muốn nhiều lần nữa sư cô sẽ về chùa An Phước cùng gặp với Phật tử chúng ta Đà Nẵng nói chung.